Một loại son dưỡng mà có đến 5 công dụng, mọi người có tin được không? Đây là dòng son dưỡng cao cấp của nhà Monat. Mọi người có thể dùng làm má hồng, màu mắt, chống nắng cho môi, trị nhăn môi và chống lão hóa cho môi. Một cái son mà có quá nhiều công dụng đúng không mọi người? Một thỏi son cao cấp á, thì nó sẽ có một cái tem chống hàng giả nè. Và tem của nhà Monat luôn. Đây là cây đầu tiên tên là Hồng Air Up. Thoa lên môi thì rất là mướt môi. Có một cái hồng rất là dịu dàng và tự nhiên luôn đó mọi người. Nhìn giống như là mình không có thoa gì hết á, chỉ có thoa một cái son dưỡng bóng thôi à. Siêu tự nhiên luôn. Cây số 200 tên là Candy Princess. Cây này khi lên môi thì có một màu hồng cam nhẹ. Nhìn trong trẻo ngọt ngào lắm mọi người. À mà son này còn có thể biến đổi màu theo tùy màu môi nữa. Tiếp theo là cây số 300. Với một sắc hồng rạng rỡ nhưng mà thanh lịch, phù hợp với mọi tông da luôn. Cây này khi mà thoa lên môi á thì nó sẽ tạo lên một cái hiệu ứng căng mọng cho đôi môi của mình. Nhìn siêu trẻ trung và năng động luôn nha mọi người. Tiếp theo là hồng mộng mơ. Đây là một màu hồng nhạt dành cho những bạn nào mà nữ tính nhẹ nhàng. Đây là một màu son nước đặc biệt, khi mà các bạn thoa lên môi nó sẽ không có lên màu liền đâu. Màu sắc son sẽ lên dần với thời gian mà son tiếp xúc với môi bạn nè. Số 130 là một màu đỏ hồng. Đây là một màu có vẻ đẹp tự nhiên, đơn thuần nhưng không kém phần quyến rũ và bí ẩn. Khi thoa lên môi nhìn không có bị già mà rất là đẹp, dành cho chị nào mà yêu thích màu đỏ nè. 24 là dành cho các bạn nàng thơ. Tuy nghe hơi lạ nhưng mà thật sự nó rất là quen thuộc với mình luôn á. Đây là màu hồng ánh đỏ, khi mà thoa lên á thì mình giống như một nàng thơ bước ra từ trong văn vậy á mọi người. Chất son á thì giàu dinh dưỡng, làm cho đôi môi mình không có bị nặng, không có bị khô nè. Đồng thời son này cũng hỗ trợ làm đầy nếp nhăn môi. Nếu chị nào muốn cải thiện môi của mình thì hãy đến ngay với shop em nha.